Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Bố ruột ca sĩ Cam Thơ qua đời ở Mỹ, mối tình đáng ngưỡng mộ của cha mẹ Cam Thơ. Trên trang cá nhân, vợ cũ Bằng Kiều đăng ảnh chụp cùng bố ruột ca sĩ Cam Thơ. Chi sĩ Phương Trinh gửi lời chia buồn và động viên đến gia đình bạn thân. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, vợ cũ Bằng Kiều vừa chia sẻ dòng trạng thái dài và hình ảnh chụp cùng bố ruột ca sĩ Cam Thơ. Cụ thể, những ngày qua, dù đã cố gắng cầu nguyện sức khỏe phụ huynh của nữ ca sĩ mau vượt qua bệnh tật, tuy nhiên đến hôm nay, bố vợ nhạc sĩ Lê Quang vừa qua đời tại Mỹ khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Cụ thể, Chi sĩ Phương Trinh động viên đến Cam Thơ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất mát này. Vừa nhận được tin ông ngoại, ba của Cam Thơ vừa mới từ trần, mặc dù đã biết trước ngày này cũng sẽ đến và cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng trong lòng sao vẫn không khỏi hụt hẫng. Cam Thơ ơi, bà nên vui là vì ông ngoại không còn đau đớn nữa. Bà đã từng xin Chúa cho ông ngoại vượt qua cơn nguy hiểm khi nhiễm Covid-19 ở Việt Nam để qua đây đoàn tụ với gia đình, không chết lẻ loi một mình ở bên đó. Chúa đã nhận lời bà và đã cho ông ngoại về lại Mỹ an toàn, thêm thời gian sum vầy bên bà ngoại và con cháu như bà đã từng xin. Bây giờ đến lúc Chúa phải rước ông về với Ngài. Ông đã ra đi thanh thản bên cạnh bà ngoại và các đứa con hiếu thảo của mình. Ngày hôm qua bà còn nói chuyện với tôi, hỏi cách thức đưa ông ngoại vào viện dưỡng lão như thế nào, khi bác sĩ bảo rằng sẽ đưa ông ngoại vào nằm ở trong đó cho người ta chăm sóc. Có lẽ ông ngoại thương bà và các chị nên đã chọn ra đi sớm hơn, thay vì vào nơi đó chết dần chết mòn ở trong đó và làm khổ con cháu phải thăm nuôi. Cố gắng đừng đau buồn nhiều nhé. Bà đã làm hết những gì có thể, và trong những ngày cuối đời, ông ngoại đã cười rất nhiều và rất hạnh phúc khi có gia đình luôn bên cạnh. Con xin thành thật chia buồn cùng bà ngoại, các anh chị em và toàn thể gia quyến của Cam Thơ và anh Lê Quang. Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Bao Thiên Sư Ta Lê Quang Ngộ được an nghỉ trong nước Chúa. Vợ Bằng Kiều xúc động chia sẻ động viên đến Cam Thơ và nhạc sĩ Lê Quang. Trước đó một ngày, nữ ca sĩ Cam Thơ cũng trai trước khi chia sẻ những suy nghĩ riêng của mình. Liệu những người con có quá ích kỷ không khi muốn ba mẹ già phải sống mãi với mình, cho dù phải sống trong đau đớn với lý do còn nước còn tát, hay là bằng mọi cách phải cứu ba mẹ già dù cho sức họ đã cạn, họ không đủ sức chống chọi mà vẫn phải để họ chống chọi trong đau đớn. Đến phút cuối cùng vẫn muốn ba mẹ phải cố gắng thêm chút nữa vì con, đợi con thêm một chút nữa. Nhưng ba mẹ đã đợi con cả một đời, ba mẹ mệt lắm rồi, đau lắm rồi, muốn thanh thản một chút cũng không được sao? Không, ba mẹ mới là người ích kỷ, tại sao còn 1% mà lại không cố gắng? Đây là những cơ hội sẽ mãi mãi không bao giờ có đáp án đúng. Ngay sau khi chia sẻ, dưới bài viết khá nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến gia đình Cam Thơ. Mọi người mong cô và ông xã mạnh mẽ vượt qua để lo tang lễ cho ông. Trên trang cá nhân của mình, bà xã nhạc sĩ Lê Quang cũng thông báo sự ra đi của bố ruột. Cô mong mọi người cầu nguyện cho đấng sinh thành được an nghỉ. Đến phút này, hãy làm theo những gì ba mình mong muốn đi chị, không thì mình sẽ hối hận mãi không thôi. Người đau họ biết sức lực của mình, họ muốn gần các con các cháu. Em đã từng cương quyết không cho ba em về, và em đã hối hận 10 năm nay mãi vẫn chưa nguôi. Những ngày cuối cùng mẹ em nhất quyết đòi về, và sau thời gian chần chừ, nhà em cũng làm theo ý mẹ, và mẹ đã kịp về trong vòng tay người thân, được nằm với ba thêm một ngày rưỡi nữa. Em nghĩ giờ thì nên lắng nghe ý nguyện của ông thôi. Thương gia đình Cam, xin chia sẻ những băn khoăn đây trước của Thơ. Thôi thì cứ theo ý Chúa như lời Thơ đã từng nói đi, chị vẫn luôn cầu nguyện cho ông mỗi ngày. Những người con luôn mong muốn ba mẹ sống mãi với mình, nên đôi lúc quên không nghĩ là ba mẹ già yếu, thân thể đau đớn bệnh hoạn hoài, lại không đi đâu vui chơi được nữa. Ba chị ngày xưa cũng đã tốt lên, sao Chúa không mang ba đi sớm? Ông muốn về nhà vì ông biết mình không còn đủ sức chống chọi nữa rồi. Ông chỉ muốn ra đi trong ngôi nhà thân yêu và bên cạnh những người thương yêu. Phải hiểu một điều, có cứu ông sống lại, liệu ông có còn sức ăn những món ông thích, còn đủ sức để đi nhà thờ? Thời gian qua ông đã sống quá vui bên vợ và con cháu rồi. Con theo dõi hành trình từ khi ông ở Việt Nam sang đến Mỹ, và bây giờ nghe tin này, con xin chia buồn cùng gia đình cô ạ. Thương bác quá, phải chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật. Bác cố gượng khỏe mạnh để về nhà, nhưng giờ đây bác không chịu nổi nữa rồi, trong thể xác. Bác đành vĩnh biệt vợ hiền và các con để ra đi trong buồn bã, trong khi đầu óc vẫn còn minh mẫn, không biết phải nói sao đây. Con chỉ biết cầu nguyện linh hồn bác được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Thương bác nhiều, vĩnh biệt bác. Cha bạn, mình ở Việt Nam, mình cũng xem clip của bà Tám mỗi ngày.
Sáng nay mình cũng may mắn, xem clip của Tám thông báo bác đã ra đi. Thật sự mình và mấy chị em nhận được tin này đau lòng lắm, vì mới hôm qua còn xem ông ngoại đã khỏe lại mình mừng, giờ thì nghe tin thật sự mình không tin đó là sự thật. Mặc dù biết trước ông ngoại đã già, nhưng mình cũng như là gia đình bạn, lúc nào cũng mong muốn ông ngoại mau khỏe mạnh để về nhà vui vẻ với con cháu. Nhưng người con hiếu thảo, người vợ tuyệt vời, thôi thì Chúa đã rước ông ngoại về thì mình cũng phải chấp nhận. Mình thành thật chia buồn cùng bà ngoại và mấy chị em của bạn nha. Bạn cố lên, trong lúc này mình thương gia đình bạn nhiều lắm. Bạn phải mạnh mẽ lên để lo cho ông ngoại. Chúc bạn và gia đình bạn luôn được nhiều sức khỏe để lo hậu sự nha. Có thể nói sự ra đi của ông ngoại, cha của bà Tám Cam Thơ, đã để lại trong lòng những khán giả niềm xót xa. Vì khi theo dõi cuộc đời của cha mẹ bà Tám, ai cũng phải nề phục vì tình yêu bền bỉ 65 năm của cặp đôi này. Lúc sinh thời, ông đã từng kể cho bà Tám nghe về tình yêu của mình. Yêu từ hồi còn trẻ và cho đến lúc già, hai người lúc nào cũng xưng anh và em rất ngọt. Sống chung bao nhiêu năm nhưng không hề to tiếng với nhau. Trên ngón tay của ông lúc nào cũng đeo chiếc nhẫn cưới. Mới đây theo bà Tám tiết lộ, lúc vào bệnh viện và hôn mê, bác sĩ mới mở chiếc nhẫn cưới ra. Từ năm 2020, vì dịch Covid mà ông đã xa vợ con ở lại Việt Nam, khi tình hình dịch bớt căng thẳng vào tháng 10 năm 2021. Sau khi vượt qua trận bệnh, ông đã được các con bên Mỹ bảo lãnh đoàn tụ với gia đình. Ngày ra sân bay đón ông, cặp đôi già đã ôm nhau rất tình cảm. Ông giữ tay bà không rời. Và trong những tháng ngày ông ở bên Mỹ, đây có lẽ là những ngày tháng quý nhất trong cuộc đời. Rồi sinh lão bệnh tử đã không từ bất cứ một ai. Ông ra đi khi đã gặp được các con yêu thương của mình, đó là điều an ủi lớn nhất. Được biết cha mẹ ca sĩ Cam Thơ sinh 9 người con, 2 trai và 7 gái. Trong đó người con trưởng là nam và người con út cũng là nam. Trước đó gia đình sống tại Đà Nẵng, nhưng đến năm 1975 thì chuyển vào Sài Gòn. Ba mẹ đều đam mê đàn hát nên đã truyền tình yêu âm nhạc cho các con gái của mình. Trong đó nổi bật nhất là Cam Thơ. Lúc sinh thời, Cam Thơ có hỏi ba mình vì sao đặt các con gái thường lót chữ Cam như Cam Ly, Cam Mi, Cam Linh, Cam Thanh, Cam Thao, Cam Thơ, Cam Thi. Ông đã nói vì lúc đó đẻ nhiều quá nên lót chữ Cam, vì nó không giấu nên lót chữ vậy cho dễ nhớ. Xin hãy gửi một lời cầu nguyện cho ông ngoại ra đi thanh thản.